gái mỗi ngày tỉnh giấc việc đầu tiên làm chính là cập bụng 500 cái và hít đất 1.000 cái. Bởi vì cô ấy là con gái của đại ca xã hội đen. Ở trường bạn bè bắt nạt cô ấy, trên bàn toàn là những câu mắng chửi cô ấy do bạn cùng lớp viết. Giờ thể dục bạn cùng lớp đều có người cùng chơi, còn cô ấy chỉ có thể chơi một mình ở bên cạnh. Đến cô giáo cũng khuyên cô ấy tự rút học bạ. Cô gái về đến phòng học liền phát hiện bóp viết bị nhét đầy bụi phấn. Cô ấy cầm bóp viết đến trước mặt tên béo hay bắt nạt mình. Tên béo dựa vào thân thể mình, đẩy cô ấy ra, ép cô ấy vào trong góc. Cô gái nhịn không nổi phản kích, không qua mấy cái liền đánh ngã tên béo. Lúc này tên béo cầm ra một cây dao chĩa về phía cô gái phản kích đánh rớt con dao, nắm đầu tên béo đập lên bàn. Sau đó cô ấy cởi xuống huy hiệu trên áo đưa cho cô giáo. Em thôi học. Hùng hổ đi ra khỏi trường, liếc mắt liền thấy cảnh sát giám sát cô ấy qua kính chiếu hậu, bèn đập cặp sách phá vỡ kính của bọn họ. Sau đó nhấc chân lên liền chạy đến bên biển xem điện thoại tới tối. Bởi vì hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô ấy mong là cha mình có thể gọi điện đến chúc mừng mình, nhưng đợi đến tối khuya cũng không đợi được, cô ấy thất vọng về nhà, đá văng quà và hoa để ở trước cửa, sau đó quăng bỏ quần áo cha tặng và ảnh chụp cùng ông ấy. Không bao lâu người cha gọi điện thoại đến chúc con gái yêu dấu sinh nhật vui vẻ. Còn xin lỗi không thể ăn sinh nhật cùng cô ấy, ở trước cửa là quà sinh nhật ông ấy nhờ người mang đến. Nghe thấy tiếng của cha, cô ấy cảm thấy thật tủi thân. Vì thân phận của cha, cô ấy ở trường mới bị tẩy chay, đến nỗi bây giờ cô ấy cũng không có cách nào đến trường nữa. Ji-u trách cha cả ngày đều khóa điện thoại, có chuyện cũng không cách nào liên lạc được với ông. Cha ở đầu bên kia liên tục an ủi cô ấy, mọi thứ sẽ tốt hơn, đợi mình xử lý xong mọi việc sẽ trở về ngay. Nhưng Ji-u lại nói, con sẽ không đợi cha đâu. Con sẽ xem như không có cha cho nên mới không về nhà. Sau khi cúp điện thoại, người cha nhìn thấy con gái gửi đến mấy chục tin nhắn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Sau đó ông ấy mạo hiểm nguy cơ bị bắt được quay về nhà thăm con gái, nhưng khi ông ấy chuẩn bị mở cửa, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một sát thủ. Người cha lập tức giữ chặt cửa không để con gái mở cửa. Sát thủ lấy súng ra. Ji-u nghe tiếng súng muốn mở cửa cũng mở không được. Người cha liều một hơi cuối cùng vặn gãy khóa cửa, ngã ngoài cửa. Trong tang lễ, đại ca xã hội đen mang đàn em đến viếng, đại ca châm một điếu thuốc cắm vào lư hương của cha Ji-u. Ji-u hỏi anh ta là ai giết cha mình, đại ca nói cha cô ấy là người anh em anh ta tin tưởng nhất, nói xong mang đàn em rời đi. Ji-u đến sở cảnh sát báo án, cảnh sát lại nói cha cô ấy là tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Không có cách nào, Ji-u chỉ có thể ôm cho cốt của cha, tìm đại ca giúp đỡ tìm kiếm hung thủ, sau đó tự tay kết liễu hắn. Đại ca lại hỏi cô ấy biết làm sao để giết người không, nói xong nắm chặt tay Ji-u, lấy một con dao cho cô ấy, bảo Ji-u coi mình thành hung thủ mà công kích. Đâm đi. Đâm đi. Cô đâm đi. Đại ca lấy cây dao qua tát Ji-u ngã ra đất, bảo cô ấy từ đâu đến thì cút về đó. Nhưng Ji-u không buông bỏ cơ hội báo thù. Cô ấy ở trên đường dán truyền đơn thưởng 500 vạn cho người cung cấp manh mối về hung thủ. Đại ca ngồi xe đi ngang qua nhìn thấy truyền đơn của cô ấy. Rất nhanh đã có người liên hệ cung cấp manh mối của hung thủ cho cô ấy. Nhưng khi cô ấy cầm tiền tới điểm hẹn mới phát hiện mình bị lừa rồi. Nhưng tiền bị cướp đi còn bị đánh lăn quay. Trong lúc ẩu đã phát hiện là một cô gái, bắt đầu động tay động chân với cô ấy. Ji-u muốn phản kích bèn bị bọn họ tay đấm chân đá đến ngất xỉu. Khi cô ấy tỉnh lại phát hiện mình bị trói ở trong thùng xe hơi. Khi cô ấy đang chuẩn bị đập thùng, xe đột ngột dừng lại. Thì ra đại ca mang người giải quyết mấy tên côn đồ kia. Đại ca bảo Ji-u đừng có làm loạn, an phận đợi, nếu không cô ấy sẽ chết trước. Tôi làm sao có thể an phận đợi đây? Cảnh sát không điều tra mà ông cũng không làm gì cả. Tôi làm sao có thể giả vờ như không biết chuyện mà sống tiếp chứ? Đại ca nhìn bộ dáng đau lòng của cô ấy, hỏi cô ấy bất luận trả giá như thế nào đều muốn báo thù sao? Ji-u kiên định nói mình có thể chịu bất kỳ cái giá nào, nếu cô đã quyết tâm thì phải biết giết người. Sau đó anh ta đưa Ji-u đến cứ địa huấn luyện để cô ấy cùng một đám đàn ông cùng huấn luyện cho đến khi trở thành người mạnh nhất ở đây. Ji-u là cô gái duy nhất trong trại huấn luyện, bọn họ đem tất cả những việc dơ bẩn mệt mỏi bắt cô ấy làm. Vì để trở nên mạnh mẽ vì cha báo thù, Ji-u chỉ có thể nhịn. Người đàn ông này nhìn cô ấy có nhan sắc liền lên ý nghĩ dơ bẩn, đứng trước mặt tất cả mọi người chọc ghẹo Ji-u. Mày nhìn cái gì, mày nên để tao làm hiệp. Ji-u nhịn không được đấm một quyền qua, nhưng một chút khí lực thế này không thể làm hắn bị thương, còn bị hắn đánh đến ngã ra đất. Nếu không có người kịp thời ngăn cản, Ji-u sợ là bị hắn đánh chết. Buổi tối tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ có Ji-u một người luyện quyền, chẳng sợ mệt đến cực độ cũng không ngừng nghỉ. Lúc này đại ca đi vào, anh ta nói muốn chiến thắng bọn họ không thể dùng lực lượng công kích, bởi vì không quản là huấn luyện như thế nào, sức mạnh cũng không thể hơn bọn họ. Vậy tôi phải làm thế nào? Công kích nơi yếu hại, Việt Thái Dương Nhân Trung diệt khẩu hạ bá. Còn cả các cơ quan nội tạng. Đại ca cởi áo ra, bắt đầu luyện tập cùng Ji-u. Ji-u ở trước mặt đại ca không chịu nổi một đòn. Mỗi lần xuất quyền đều bị đại ca cản lại, nhưng cô ấy cũng không bỏ cuộc. Lần này cuối cùng cũng đánh vào vị trí trọng hại của đại ca. Đại ca khen cô ấy rất có thiên phú, nhưng lực đạo quá nhỏ. Qua vài tháng huấn luyện, đại ca tổ chức một đợt hành động. Anh ta đem mấy chục người giam vào một vòng sắt, chỉ có người kiên trì đến cuối cùng mới được tính là chiến thắng. Tuy Ji-u là cô gái duy nhất, nhưng qua mấy tháng vất vả tập luyện, quyền đấm của cô ấy không thua bất kỳ người đàn ông nào. Đại tráng ôm lấy Ji-u muốn đánh cô ấy văng ra, nhưng bị Ji-u phản kích đánh cho ói ra máu. Sau đó hai người ngã trên mặt đất. Lúc này tất cả mọi người đều ngã xuống, chỉ có Giang Tài một người kiên trì đến cùng.
Vào lúc anh ta lên đài lãnh thưởng, đại ca lại nói còn một người chưa ngã xuống. Hôm nay cô ấy lần đầu tiên đánh nhau phân cao thấp với một người đàn ông. Ji-woo phát động công kích trước nhưng bị Giang Tài nhìn ra đá một chân ngã xuống. Giang Tài từ trên cao muốn cho cô ấy một kích chí mạng, may mà Ji-woo kịp thời tránh né, thuận chân là một đá thần long kiến vĩ. Lúc này thể lực của hai người đều tiêu hao rất nhiều, Ji-woo đối mặt với Giang Tài điên cuồng đấm. Giang Tài mạnh tay đẩy cô ấy ra, sau đó dùng thiết liên siết cổ cô ấy, nhưng Ji-woo hóa giải nguy cơ, nhưng thể lực cô ấy rõ ràng rơi xuống hạ phong. Giang Tài đánh bay cô ấy, sau đó đá liên tục vào bụng Ji-woo. Đại ca khẩn trương đứng dậy, may mà Ji-woo kịp thời lăn qua một bên tránh đi. Ji-woo nắm chặt thời gian, nắm chặt cánh tay đối phương, sau đó lật người đánh ngã ra đất, cuối cùng dùng một chiêu đánh cho Giang Tài ngất xỉu. Đại ca vô cùng kích động đi vào đấu trường, nắm lấy tay Ji-woo tuyên bố thắng lợi. Buổi tối Giang Tài tỉnh lại, người đàn ông cười nhạo hắn đến một cô gái cũng đánh không lại. Giang Tài không phục, động ý nghĩ xấu, bạn cùng phòng thức tỉnh hắn ta đó là người đại ca mang đến. Giang Tài bèn nói hắn đã bỏ đồ vào trong nước, cô ấy sẽ không nhớ được gì. Ji-woo không biết nước bị động tay chân, không đến một lúc tầm mắt cô ấy đã bắt đầu mơ hồ, ngã lên giường. Ji-woo mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người động tay chân với mình. Cô ấy muốn phản kháng nhưng phát hiện toàn thân không có sức lực. Nghe lời chút đi, mày ngoan một chút rất nhanh sẽ xong thôi. Đến đây. Ji-woo nhặt lên mảnh sức vỡ nắm chặt làm đứt tay. Cô ấy muốn bảo trì thanh tỉnh cho mình, tên đàn ông kia đá qua nhưng bị Ji-woo làm bị thương. Ji-woo lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài, Giang Tài cầm búa đuổi theo. Ji-woo quẹo chân ngã trên đất. Giang Tài không nói lời nào đập búa xuống nhưng bị Ji-woo cầm mảnh vỡ cắt qua eo. Vào lúc hắn ta định động thủ lần nữa, giáo quan kịp thời đi đến cản lại hắn. Đại ca sau khi biết được vô cùng tức giận, bởi vì trừ bỏ Ji-woo, anh ta xem trọng nhất chính là Giang Tài. Tuy anh ta đã sớm nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra nhưng anh ta không nghĩ đến người đó là Giang Tài, huống hồ Ji-woo còn là người anh ta mang đến. Đại ca lấy dao ra trực tiếp rạch mặt hắn, sau đó khai trừ hắn khỏi tổ chức. Buổi tối đại ca đưa Ji-woo đi ăn tối, anh ta rót cho Ji-woo một ly rượu, nói đây là nhãn hiệu cha cô ấy khi còn sống thích uống nhất. Ji-woo cầm ly rượu lên không chút do dự uống hết. Sau đó đại ca lấy ra một xấp tài liệu, Ji-woo từ hôm nay đã chết. Ngô Huệ Cẩn, đây là thân phận mới của cô ấy sau này. Từ nay về sau cô sẽ dùng thân phận mới này để sống tiếp. Đại ca lấy ra một cây súng, nói đây là cây súng giết cha cô ấy. Ông ấy biết Ji-woo muốn vào cục cảnh sát để tìm ra hung thủ. Vài năm sau Ji-woo trở thành cảnh sát trong đội chống ma túy. Cô gái đẩy tấm rèm ra, phát hiện có một chị gái nằm đằng trước, nhìn dáng vẻ như là chơi quá trớn. Ji-woo không hoảng loạn đỡ chị gái đó lên. Sau đó cô ấy nhìn qua kính thấy được tội phạm đang giao dịch. Cô ấy quay người đắp chăn cho người chị kia, sau đó dùng ghế xếp đập vỡ kính xông vào. Ji-woo lấy còng tay ra, vài cú đã đấm cho tên tội phạm không còn sức phản kháng. Vào lúc cô ấy chuẩn bị mang tên tội phạm quay về, liền bị anh Cơ cản đường. Thì ra anh Cơ là người của đội điều tra ma túy, nhìn thấy sắp tra được lão đại đứng phía sau, nhưng đã bị Ji-woo làm vỡ lở rồi. Nhưng anh Cơ không biết tất cả chuyện này là Ji-woo cố ý, bởi vì cô ấy là nhãn tuyến đại ca sắp xếp vào cục cảnh sát. Lúc này đại ca đang xử lý phản đồ của bang phái. Người đàn ông quỳ trên mặt đất cầu xin đại ca tha thứ, ông ta nói chỉ cần đại ca tha cho ông ta một mạng, ông ta sẽ đem tất cả gia tài cho đại ca. Nhưng đại ca là một người tâm ngoan thủ lạt có tiếng. Ông ấy bảo thuộc hạ nhốt người đàn ông vào trong xe, sau đó giả thành hiện trường tự sát. Ngày thứ hai Ji-woo xin đội trưởng gia nhập đội chống ma túy. Đội trưởng xem lý lịch của Ji-woo, nghĩ như không nghĩ liền đồng ý. Buổi tối Ji-woo đến bên sông gặp đại ca, cô ấy nghe nói đại ca gần đây ngủ không ngon, đặc biệt làm cho anh ấy một ly trà cam thảo giúp ngủ ngon. Ji-woo nói cô ấy thành công tiến vào đội chống ma túy, rất nhanh có thể tìm ra hung thủ giết cha mình. Ji-woo nhìn về hướng biển, nhớ đến cha nói với cô ấy muốn xây một căn nhà nhỏ ở cạnh biển, mỗi ngày nghe gió biển câu cá sống thảnh thơi không lo nghĩ. Cô ấy hỏi nếu như cha mình không chết, bọn họ có thể sống cuộc sống như vậy không? Đại ca trầm mặc hồi lâu, quay người nhìn nhà kho phía sau. Ông ấy nói 10 năm trước khi tổ chức đại loạn, nếu không phải cha của Ji-woo không màng an nguy cứu mình, ông ấy sớm đã chết ở đó rồi. Đại ca lấy cây đao mình từng dùng đưa cho Ji-woo, bảo cô ấy sau khi tìm ra hung thủ thật sự, dùng cây dao này giết hắn. Ngày thứ hai trong mail của tên tội phạm bị bắt có một thông tin mới. Gần dây lưu truyền một loại thuốc viên mới, manh mối chỉ về phía một người tên Mango. Anh Cơ ra cửa gọi điện thoại xác nhận thông tin, vừa lúc nhìn thấy Ji-woo ở ngoài cửa phòng làm việc. Khi biết được Ji-woo là đồng nghiệp mới được điều đến phòng của mình, anh Cơ vô cùng tức giận. Anh ta oán trách tổ trưởng an bài một cô gái làm đồng đội của anh ấy, đây không phải rõ ràng là kéo chân sau của anh ấy sao? Sếp bảo anh Cơ nhìn một chút xem Ji-woo có thể kiên trì hay không. Rất nhanh hai người đã cùng nhau làm nhiệm vụ, anh Cơ muốn Ji-woo biết khó mà lui, để cô ấy một người đi bắt tội phạm. Ji-woo trực tiếp đi vào trong, cầm ra thẻ cảnh sát muốn gặp ông lớn của bọn họ. Tiểu Hỗn Hỗn lập tức đẩy Ji-woo ra ngoài không cho cô ấy vào trong. Ji-woo đánh hai quyền, Tiểu Hỗn Hỗn ôm lấy cô ấy khóa lên cửa. Ji-woo ấn đầu của đối phương, vài cú đã đấm đối phương quỳ ra đất, sau đó một quyền đấm ngất anh ta. Sau đó những người khác nghe tiếng đuổi tới. Ji-woo nhặt lên cây gậy trên mặt đất. Anh Cơ phát hiện tình hình không đúng bèn có chút lo lắng, chuẩn bị vào trong xem xét.
Anh ta vừa mở rèm ra, trong phút chốc kinh ngạc vô cùng. Ji-woo một người đánh gục cả ổ tội phạm, đến lão đại của bọn họ cũng bị đánh đến quỳ trên mặt đất xin tha. Tối hôm nay bọn họ cần tiến hành một hành động vì phòng ngừa bọn họ hành động bại lộ. Trước khi xuất phát, đội trưởng thu hết thiết bị di động của họ. Khi Ji-woo nhìn thấy đối tượng hành động, trong phút chốc cứng lại rồi. Không nghĩ đến mục tiêu của hành động lại là đại ca. Thì ra cảnh sát ở trong khách sạn của đại ca gắn camera ẩn, điều tra được tối nay có một cuộc giao dịch ma túy trên thuyền. Lần này cảnh sát cần truy nã và bắt được hành động của hắn. Lúc này đại ca mang theo thuộc hạ lên thuyền mà hồn nhiên không biết Sa đội trưởng đã bao vây ở xung quanh. Sau khi xác nhận mục tiêu lên thuyền, hành động bắt giữ bắt đầu. Ji-woo nhìn thấy dưới chân là đại ca và ma túy. Cô ấy vừa muốn cắt điện để báo cho đại ca, nhưng phát hiện anh cơ bước đến, cô ấy lập tức nấp vào tĩnh quan kỳ biến. Anh cơ tiến lên vừa muốn bắt lấy đại ca, không được cử động. Lúc này hiện trường vô cùng hỗn loạn, Ji-woo nhắm súng về phía anh cơ. Đại ca mang theo trợ lý chạy lên boong thuyền, sau đó nhảy xuống biển. Sa tổ trưởng vô cùng tức giận, không những không bắt được người, chứng cứ còn bị hủy diệt. Ji-woo phát hiện một cây súng trên mặt đất, nhưng Sa tổ trưởng vừa nhìn thấy cây súng đã biến sắc, rõ ràng ông ta biết cây súng này. Đại ca sắp bị tức chết rồi, anh ta không nghĩ đến bản thân có tình báo bên ngoài, do dự không biết ai nổ súng. Sa tổ trưởng lập tức kiểm tra súng của tất cả mọi người. Đến phiên Ji-woo, cô ấy chỉ hoãn chốc lát, nhưng súng của Ji-woo cũng không thiếu đạn. Ji-woo nói chuyện ở khách sạn có camera cho đại ca nghe, sau đó là hành động khẩn cấp không cách nào liên hệ được, cho nên chỉ có thể bắn súng tạo hiện trường hỗn loạn để đại ca chạy trốn. Sau khi đại ca nghe được lập tức bảo đàn em hủy bỏ tất cả camera. Lúc này Giang Tài mang theo một đám côn đồ xông vào trại huấn luyện của đại ca. Hắn ta đem ấm ức của nhiều năm về trước đều phát ra trên người đám tôm nhỏ này. Không qua bao lâu hắn đã hạ gục toàn bộ trại huấn luyện. Giang Tài nắm lấy tay của thư ký, trực tiếp phế đi một cánh tay của anh ta. Sau khi Ji-woo nghe điện thoại, nhanh chân chạy đến hiện trường. Khi cô ấy nhìn thấy chữ viết bằng máu trên mặt đất liền bị dọa rồi. Choi Mu-jin thật sự bị giết rồi sao? Không có, hắn không ở đây. Đạo ca nhìn thấy hiện trường trong doanh trại, sát khí ngập tràn. Sau đó ông ta bảo thư ký triệu tập người xử lý sạch sẽ Giang Tài. Sa tổ trưởng trong cục cảnh sát quyết định thả Mango, ông ta muốn hai bang phái đấu nhau, sau đó ngồi không được lợi. Nhưng ông ta không nghĩ đến Ji-woo là gián điệp, cô ấy báo tin này cho đại ca. Sau đó đại ca bảo thư ký nói cho thuộc hạ đừng lộn xộn. Sa tổ trưởng biết đại ca chậm chạp không có hành động gì, ông ấy hoài nghi tin tức trong nội bộ bị lộ ra ngoài. Sau đó cố ý đem tin tức thả ra, nói muốn sắp xếp nhãn tuyến vào bên người đại ca. Ji-woo lái xe mô tô lén theo đi qua, cô ấy muốn ở trên cầu nhìn rõ thân phận tên mật thám. Không ngờ anh cơ đã sớm đợi ở đây, hai người tranh đấu kịch liệt. Anh cơ muốn lấy nón bảo hiểm của Ji-woo xuống, nhưng bị phản chuyển một đòn ngã ra mặt đất, cuối cùng cô ấy thành công chạy trốn. Khi rời đi cô ấy nhìn thấy thư ký ở hiện trường. Sa tổ trưởng đã bắt đầu nghi ngờ Ji-woo, ông ta bảo anh cơ âm thầm quan sát cô ấy. Anh cơ phát hiện Ji-woo hành vi bất thường, giống như đang tìm người nào đó. Sau đó anh ấy hỏi thẳng Ji-woo vì sao lại một mình hành động. Ji-woo nói cô ấy muốn dùng Mango tìm ra vị trí của Giang Tài. Lúc này Mango đang chuẩn bị đi gặp Giang Tài. Hai người cả đường đi theo đến một kho phế liệu, nhưng khi bọn họ nhìn hai người giao dịch mới phát hiện đây là kế, bọn côn đồ đã sớm mai phục ở đây. Sau một trận đánh kịch liệt, hai người rơi vào tay Giang Tài. Rất vui khi gặp lại mày. Có ngon thì tháo còng tay ra, xem mày có thể đánh thắng tao hay không. Đối diện với khiêu khích như vậy, Giang Tài trong nháy mắt lửa xông lên đầu, trực tiếp đâm một dao vào chân Ji-woo. Biểu tình này tao thích nhìn. Cùng lúc đó, bên phía đại ca cũng cảm thấy có điều dị thường. Để không làm tổn thương người vô tội, anh ấy mượn cớ lừa chủ quán ra ngoài. Sau đó đột nhiên có công kích. May mà thư ký kịp thời đuổi tới, chặn lại bọn côn đồ đang lao tới. Vẫn là gừng càng già càng cay, đám côn đồ nhỏ này trước mặt đại ca chịu không nổi một kích. Không bao nhiêu cái đã đánh văng bọn chúng. Lúc này tên kia bỗng từ phía sau đánh lén, đại ca chuyển tay bắt lại đối phương, dùng lực rút dao ra. Sau đó thuận tay đâm hắn một dao. Lúc này thư ký vừa lúc gọi điện tới hỏi tình hình. Bắt được hắn chưa? Giang Tài lâu rồi không gặp. Cái đám vô dụng kia. Biết được đại ca vẫn còn sống, hắn chụp ảnh Ji-woo gửi qua, bảo đại ca qua đây giúp Ji-woo nhặt xác. Nói xong đạp vào vết thương của Ji-woo, cô ấy cầu xin hắn thả anh cơ ra, muốn báo thù hướng về phía mình là được. Vào lúc Giang Tài chuẩn bị giày vò Ji-woo, anh cơ đá bay hắn ra. Sau đó hắn nhốt hai người vào trong xe, đẩy vào trong máy nghiền. Theo cử động của máy, không gian của hai người càng lúc càng nhỏ. Nhìn thấy bọn họ sắp chết, đại ca kịp thời đụng hư cái máy. Sau khi xác nhận Ji-woo an toàn, anh ta mới quay người rời đi. Sau đó cảnh sát đuổi tới, đem hai người đưa tới bệnh viện. Thư ký không hiểu đại ca tại sao mạo hiểm tính mạng đi cứu Ji-woo. Phần tình cảm anh ấy đối với Ji-woo đã vượt xa tình cảm với cấp dưới. Sau đó đại ca lấy ra thân phận mới mình làm cho Ji-woo, anh ấy muốn đưa Ji-woo đi nước ngoài, bởi vì một khi Giang Tài bị bắt, thân phận gián điệp của cô ấy cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng Ji-woo còn thù cha chưa báo không chịu đi. Trong cục cảnh sát, Sa tổ trưởng nhận được điện thoại của Giang Tài gọi đến. Hắn nói có thể giúp cảnh sát bắt đại ca, điều kiện là giúp hắn thoát khỏi nơi này. Ji-woo biết tin tức Giang Tài muốn chạy trốn liền báo cho đại ca. Thư ký nhắc nhở đại ca đó có thể là bẫy, nhưng đại ca tin tưởng Ji-woo. Quả nhiên Sa tổ trưởng sớm đã phái người bao vây xung quanh, đợi hai bang phái giải quyết xong, nhìn tung lưới bắt tất cả. Sau khi đại ca hạ lệnh, hai bang phái bắt đầu lao vào nhau. Đại ca trực tiếp hướng về phía Giang Tài đi tới, không dùng vũ khí, Giang Tài cũng không phải đối thủ của đại ca. Giang Tài muốn chạy trốn, đại ca không nói hai lời liền đuổi theo. Lúc này cảnh sát đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị thu lưới bắt tất cả bọn họ. Hai người đánh nhau trên cầu, không qua bao lâu đại ca liền đánh Giang Tài đến quỳ dưới đất xin tha.
Nhưng đột nhiên, vào lúc Giang Tài chuẩn bị giết đại ca, Ji-woo kịp thời đuổi tới. Ji-woo bảo vệ đại ca bảo ông ấy mau chạy đi, dùng súng chĩa vào Giang Tài. Giang Tài không ngừng kích thích Ji-woo nổ súng, còn nói muốn đem thân phận gián điệp của cô ấy bại lộ ra. Lúc này anh Cơ đuổi đến. Cảnh sát, tôi muốn tự thú, tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Ngô Huệ cần cô bình tĩnh một chút. Còn có Yoon Ji-woo. Cứ như thế Giang Tài đã chết. Nhưng không ai ngờ đến, trước khi Giang Tài chết gửi cho Ji-woo một bức thư. Ở trong để một bức ảnh chụp tập thể của cảnh sát, một trong những người đó chính là cha của Ji-woo. Ji-woo cầm bức ảnh đến tìm đại ca, hỏi ông ấy cha cô là cảnh sát sao. Đại ca trầm mặc rất lâu mới nói, cha của cô ấy quả thật là cảnh sát. Là Sa tổ trưởng vì phá tan tổ chức của mình mới phái ông ấy đến làm gián điệp. Nhưng cha của cô lại cứu mình một mạng, đến tổ chức của mình. Là Sa tổ trưởng không cách nào chấp nhận được sự phản bội của cha cô nên đã phái người giết ông ấy. Sau khi Ji-woo đi, đại ca bảo thư ký thủ tiêu Sa tổ trưởng. Mà lúc này anh Cơ đang đỡ Sa tổ trưởng đã uống say về nhà. Vào trong nhà, tổ trưởng còn chưa kịp rút súng đã bị sát thủ đâm liên tục. Khi hung thủ chuẩn bị xuống lầu, vừa lúc gặp Ji-woo đi lên, Ji-woo nhìn thấy trên cửa có vết máu, cảm thấy đại sự không ổn, cô ấy cầm dao đi vào. Ji-woo cầm dao hỏi tổ trưởng vì sao phải giết cha mình. Tổ trưởng nghe xong phút chốc đơ người, trực tiếp nói ra tên thật của cô ấy. Yoon Ji-woo. Cô làm sao mà biến thành người của Choi Mu-jin thế này? Đó là một tên ác quỷ đội lốt người. Nhìn thấy tổ trưởng thất thanh khóc giống, Ji-woo ngơ ra. Lúc này anh Cơ nghe thấy tiếng súng ở trong phòng liền đi vào. Sa tổ trưởng chỉ cho Ji-woo một cái túi, bảo cô ấy lập tức rời khỏi nơi này. Khi Ji-woo nhìn thấy tài liệu ở trong mới biết được chân tướng của sự việc. Thì ra cha cô ấy vẫn luôn là cảnh sát, được đưa vào làm gián điệp bên cạnh đại ca. Vì để lấy được tình báo, cha của Ji-woo tặng cho đại ca một cái hộp quẹt. Nhưng một lần ngoài ý muốn làm ông ấy bại lộ thân phận gián điệp. Đại ca nhìn những chứng cứ này, không có cách nào chấp nhận được sự phản bội của người anh em mình luôn tin tưởng. Vì thế đã tự tay giải quyết cha của Ji-woo. Sau một mớ suy nghĩ hỗn loạn, Ji-woo dần bình tĩnh lại. Cô ấy vẫn luôn muốn vì cha báo thù. Ji-woo về trên xe, mở bật lửa ra đốt vào ấn ký của tổ chức trên người mình. Cô ấy muốn cắt đứt tất cả liên hệ của mình với đại ca. Trong bệnh viện, Sa tổ trưởng được cứu chữa. Đại ca biết được Sa tổ trưởng không chết, mà lúc đó Ji-woo còn ở hiện trường. Thư ký nghi ngờ Ji-woo đã biết chân tướng, vì thế hắn giấu giếm đại ca muốn giết Ji-woo. Bọn họ dìm Ji-woo vào trong nước muốn nghẹt chết cô ấy. Ji-woo vùng vẫy, dựng người lên liều mạng phản kháng. Mấy tên tôm nhỏ này không phải đối thủ của cô ấy, không qua mấy chiêu đã bị Ji-woo hạ gục. Ji-woo vừa thở ra một ngụm khí, thư ký cầm theo dao đi vào. Ji-woo không nổi hai lời trực tiếp đánh tới, hai bên đối đầu nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Vào lúc quan trọng, Ji-woo đánh vào tay trái bị thương của thư ký, sau đó tìm chuẩn thời cơ phế đi cái tay kia của hắn. Thư ký mất đi hai tay, cuối cùng vẫn là chết trong tay Ji-woo. Cùng lúc đó, đại ca đến sở cảnh sát tự thú thử xem Ji-woo có còn trung thành với mình hay không. Nhưng hắn không nghĩ đến Ji-woo không những không đánh rắn động cỏ, còn lén lút hủy diệt chứng cứ. Vào lúc anh Cơ phát hiện, Ji-woo đã chạy ra khỏi sở cảnh sát, mà đại ca cũng vì vô tội mà được phóng thích. Nhưng khi đại ca nhìn thấy thi thể của thư ký, trong phút chốc liền hiểu, thì ra Ji-woo thả hắn ra là vì để giết hắn. Sau đó anh Cơ đi đến căn phòng Ji-woo ở để thu thập chứng cứ, anh ấy nhìn thấy cho cốt của cha Ji-woo biến mất rồi. Sau đó anh ấy đoán Ji-woo đang ở mộ của ông ấy, quả nhiên Ji-woo vừa mới từ nghĩa trang xuống đã bị anh Cơ chặn đường. Ji-woo muốn chạy trốn bằng đường tắt nhưng lại bị lật xe ở trong ruộng. Anh Cơ dùng súng ngăn lại Ji-woo, cuối cùng Ji-woo cũng bị mang về cục cảnh sát. Đại ca tuy rằng biết Ji-woo sẽ giết hắn, còn muốn luật sư bằng mọi giá cũng phải đưa cô ấy ra ngoài. Cuối cùng luật sư lấy lý do đưa cô ấy đến bệnh viện trị liệu cho cô ấy, mà hộ sĩ ở một bên chính là người trị được Ji-woo cứu. Cùng lúc đó, Sa tổ trưởng ở bệnh viện tỉnh lại, nói thân phận thật sự của cha Ji-woo cho anh Cơ biết, mà Ji-woo vì bị đại ca che mắt lừa gạt mới gia nhập vào cảnh cục. Biết được tất cả mọi chuyện, anh Cơ vô cùng đau lòng những chuyện Ji-woo gặp phải, mà thời gian tiếp xúc dài lâu anh ấy cũng đã yêu Ji-woo. Trên đường anh Cơ đi thăm Ji-woo, anh ấy nhận được điện thoại từ thuộc hạ báo là Ji-woo đã chạy trốn rồi. Anh ấy biết Ji-woo nhất định là đi báo thù, vì vậy chặn xe cản cô ấy lại. Nhưng Ji-woo mất đi lý trí, không cách nào nghe lời khuyên bảo, nghĩ đến chính mình nhiều năm vì kẻ thù bán mạng, thậm chí hết lần này đến lần khác tiếp tay làm ác, cô ấy nhất định phải tự tay giết tên ác ma này. Nhưng anh Cơ không nỡ nhìn thấy Ji-woo lấy thân mình mạo hiểm, bèn dùng còng tay trói chặt hai người lại một chỗ. Lúc này sát thủ được phái đến bắt Ji-woo xuất hiện. Anh Cơ lấy ra cây gậy cho Ji-woo, hai người liền cùng nhau giải quyết những tên sát thủ đó, sau đó lái xe chạy khỏi. Khi Ji-woo tỉnh lại, phát hiện xe đang dừng bên bờ biển. Cô ấy không ngờ nguyện vọng xây một căn nhà bên bờ biển của mình đã được anh Cơ thực hiện rồi. Vào cho nhà, anh Cơ đốt lò sưởi, bắt đầu giúp Ji-woo xử lý vết thương. Anh ấy không hy vọng Ji-woo lại một mình gánh chịu thống khổ, bản thân nguyện ý làm chỗ dựa cho cô ấy. Đối diện với sự thổ lộ của anh Cơ, Ji-woo cảm nhận được sự ấm áp trước giờ chưa từng có, cô ấy nguyện ý đem lòng mình cho anh Cơ. Cứ như thế hai người âu yếm với nhau. Lúc này đại ca nhận được tin tức nói Ji-woo có nhân chứng vật chứng, phía cảnh sát đã xin lệnh của tổng bộ, luật sư bảo đại ca nhanh chóng chạy đi. Nhưng đại ca đã điên rồi, ông ấy cảm thấy mạng của Ji-woo là mình nhặt về, cho nên phải từ ông ta đến kết thúc. Giữa bọn họ không phải cô chết chính là tôi chết. Sáng sớm tỉnh dậy, Ji-woo nhớ đến di thư mà cha mình để lại. Ông ấy hy vọng Ji-woo có thể buông bỏ hận thù, hạnh phúc mà sống tiếp. Nhưng chuyện không như ý, trên đường hai người đến sở cảnh sát, một người áo đen đột nhiên xuất hiện.
nhìn thấy hai tay nắm chặt của bọn họ cây súng chỉ vào Ji U chuyển hướng sang anh cơ, nhìn thấy thi thể của bạn trai, Ji U triệt để sụp đổ rồi. Cô ấy lấy súng của anh cơ ra, đơn phương độc mã giết vào tổ chức của đại ca. Ji U xem chuyện sống chết đặt bên ngoài, càng đánh càng hăng. Cô ấy tự tin bỏ lại vài viên đạn, chỉ để lại một viên giải quyết đại ca, nhưng đại ca sớm đã có chuẩn bị, sau khi giải quyết xong vài con tôm nhỏ, còn thủ vệ chuyên nghiệp ở ngoài cửa. Ji U toàn thân đều là vết thương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vào lúc tên đả thủ chuẩn bị giải quyết Ji-u, cô ấy nổ súng bắn hắn. Lúc này súng của Ji-u đã không còn đạn. Đại ca nói cha cô ấy là người đàn ông yếu đuối. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội để giết hắn, nhưng lại luôn do dự không động thủ. Ji-u nói mình chỉ muốn được an tĩnh sinh sống, nhưng đại ca lại muốn giết đi người yêu quý nhất của mình. Ji-u cầm đoạn đao xông qua, nhưng cô ấy làm sao có thể là đối thủ của đại ca. Nhưng sau tất cả Ji-u là do hắn ta chính tay huấn luyện ra.